Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Giáo hội đã cho làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang. Về những phát ngôn của Thượng tọa Chân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh, trả lời phỏng vấn của Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, việc này Giáo hội đã giao cho Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 để kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội. Vừa qua trên mạng xã hội và dư luận nói chung đã có những phản ứng với nhiều phát ngôn trong các clip được cho là của Thượng tọa Thích Chân Quang có nội dung giải thích về cúng dường, phước báo, quả báo. Nhiều ý kiến cho rằng, những phát biểu đã có xu hướng dẫn dụ cúng dường, có màu sắc mê tín, dùng những lợi lạc vật chất ở thì tương lai để lôi kéo cúng dường. Điều đó ảnh hưởng đến sự thanh cao của Phật giáo và ảnh hưởng đến uy tín giáo hội, uy tín người tu hành nói chung. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được trích dẫn lại bài báo Giác Ngộ liên quan đến vấn đề này. Thời gian gần đây trên mạng xã hội nổi sóng với hai hiện tượng, đó là ông Lê Anh Tú, bộ hành xuyên Việt với danh xưng, pháp danh Minh Tuệ và những nội dung tự suy luận, tương quan nhân quả, được cho là của Thượng tọa Thích Chân Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi ngắn với Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về quan điểm của giáo hội trước các hiện tượng trên. Thưa Thượng tọa, Giáo hội vừa phát hành thông báo liên quan tới hiện tượng một công dân Việt Nam Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh, ngụ tại tỉnh Gia Lai, bộ hành xuyên Việt cho biết là thực hành một trong những pháp môn của Đạo Phật là khổ hạnh, hạnh đầu đà. Thượng tọa có thể chia sẻ thêm về mục đích chính của thông báo trên. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn hướng dẫn, cổ vũ, khuyến tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni Phật tử và mọi người trong xã hội bày tỏ niềm tin, thực hành giáo pháp, kính ngưỡng, phụng hành lời dạy của Đức Phật, tu tập các pháp môn của Đạo Phật theo đúng chính pháp, giới luật Phật chế cũng như phải tuân thủ theo pháp luật của nhà nước. Giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cũng như quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo, thực hành nghi lễ tín ngưỡng tôn giáo của tất cả mọi người dân. Đồng thời, giáo hội có trách nhiệm xử lý các tổ chức cá nhân có những phát ngôn thông tin truyền thông có nội dung xuyên tạc, thiếu chính xác, thiếu khách quan liên quan đến Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tu tập theo hạnh đầu đà là một trong số các pháp môn mà người tu học Phật pháp thực hành. Hiện nay có những tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thực hành hạnh đầu đà, tu khổ hạnh tại các chùa, cơ sở tự viện theo đúng chánh pháp và các quy định của pháp luật. Đối với trường hợp bộ hành của ông Lê Anh Tú đã bị các TikToker, YouTuber lợi dụng, đẩy hình ảnh câu views và đưa ra nhiều bình luận xúc phạm tới Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây đang là vấn nạn câu view lợi dụng hình ảnh Phật giáo rất cần chấn chỉnh hiện nay. Do đó, giáo hội có thông báo để tránh biến tướng, đồng hóa với Phật giáo. Như một vài trường hợp đáng tiếc, năm chú tiểu, các nhà sư ở Long An tham gia các trò chơi, giải trí thách thức danh hài, ca hát, nổi sóng dư luận trong thời gian dài. Hiện mạng xã hội còn có một hiện tượng đó là những trích dẫn liên quan tới các phát ngôn được cho là xuất phát từ Thượng tọa Thích Chân Quang và một hai cá nhân khác. Thượng tọa có thể cho biết thêm, Thượng tọa Thích Chân Quang có tham gia vào hệ thống tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không và nhận định của giáo hội về hiện tượng này như thế nào? Thượng tọa Thích Đức Thiện. Về những phát ngôn của Thượng tọa Chân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh, việc này giáo hội đã giao Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương giáo hội tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội không đúng với tôn chỉ. Chúng tôi xác nhận Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Chân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban Trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giáo hội cũng đang tập hợp thông tin sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Văn phòng Trung ương Giáo hội sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan đến vấn đề trên. Tại đây, Giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của tăng ni, nhất là trên không gian mạng xã hội. Xin tri ân Thượng tọa.
cơ quan chức năng và giáo hội có văn bản nêu ý kiến về hiện tượng Sư Thích Minh Tuệ. Thông báo nêu rõ trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người mang hình dáng Ngà Sư đi bộ hành, được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình, có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh clip, gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở, tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Theo thông báo, người này tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo ra sự hiếu kỳ thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ. Cùng ngày, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã phát đi văn bản khẳng định ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú và không phải là tu sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin, trước đây, ông Thích Minh Tuệ đã 3 lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập hạnh đầu đà từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đến lần thứ tư này, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, có những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream, đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Từ thực tế đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban, Phòng Tôn giáo Tham mưu, Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm khi ông Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt không để các thế lực xấu, lợi dụng, xúi dục, lôi kéo, gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Đồng thời trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương, hướng dẫn tăng ni Phật tử, tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo rằng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, thông tin, tuyên truyền để quần chúng nhân dân tăng ni Phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, về cách thức hành trì của Phật giáo, không cản trở, làm ảnh hưởng việc tu học đúng chính pháp, vận động chức sắc tín đồ và quần chúng nhân dân. Không tập trung đông người, nơi công cộng, gây cản trở ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn, chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để các đối tượng thiếu thiện chí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền kích động gây mất ổn định xã hội. Được biết, trước khi Ban Tôn giáo Chính phủ và Giáo hội có những thông báo trên mạng tràn ngập nhiều thông tin so sánh Sư Minh Tuệ với các clip nhiều người trong trang phục tu hành, có các phát ngôn đe dọa, quả báo, cổ suý cúng dường với những thông tin nhảm nhí. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.